Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay món khách ăn gì thì mình sẽ giới thiệu cái món quất kho nghệ. Quất này làm mới vừa làm xong nè mấy bạn. Thì làm sao thì mình nhổ lông rồi mình thui sơ vậy thôi, mình không có chiếu cái cảnh đó đâu. Rồi bây giờ mình bắt đầu ướp nè mấy bạn. Rồi chị Long mới bỏ ít tiêu vô rồi, giờ bỏ ít bột ngọt nè. Thường cái món quất này thì làm cháo quất ngon nè, cháo quất nấu cháo đậu xanh, quất nướng, nướng muối ớt hoặc nướng sa tế cũng rất là ngon, hay quất roti nước cốt dừa. Rồi mình bỏ chút xíu bột nêm nha các bạn. Con quất này nó nặng khoảng như một ký khoảng 4 con vậy á. Rồi chọn sơ. Quất đây là một cái loại chim nha các bạn. Con quất nó là cái con mà con cuốc á, có chỗ là kêu là con cuốc, có chỗ kêu là con quất. Quất này thường nó ở trong mấy cái lùm bụi ở quầy bờ, quầy ruộng hay ở dưới biển lá rồi các bạn. Quất thì nó ăn ăn lúa, ăn tép, ăn cua, ăn ốc rồi đó. Tại người ta kêu con cuốc cũng tại nó cái giọng nó kêu á, nghe cuốc 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 cuốc. Chị Đoan đang bằm hành tím nè, thêm chút mình kho chung luôn á. Cái món này là khách yêu cầu. Cũng ốp chung vô một chút ít, tại cái mấy con thường chim nó có cái vị mùi tanh á, mình phải ốp gì để cho nó bán mùi. Quất là ngon lắm, mấy bạn mà ăn cháo quất đậu xanh thì biết rồi, bầm ra nấu cháo đậu xanh ngon lắm, hoặc để nguyên cũng được, chặt miếng. Nghệ tươi rồi bỏ nghệ vô chung luôn các bạn. Chảo lên các bạn, cho miếng dầu vô. Chút xíu đường để mình thắng màu. Thì đường có lên màu rồi các bạn, cho hành tím vô. Cái món quất kho nghệ này thì cũng khách yêu cầu, chứ thực sự thường đây mình chỉ làm món quất roti, quất nướng hoặc là nấu cháo quất cho khách. Mà cũng cái chim này cũng ít lắm, cũng có thể có nhiều, lâu lâu mới có. Rồi cho thịt vô đảo cho. Này mình cứ đảo liên tục cho nó săn thịt lại, sau đó chút mình bỏ chút xíu nước mắm rồi mình kho bằng nước dừa cho nó có vị đậm đà. Rồi cho nước dừa vô. À, chị Lo nói chim thường thịt chim nó dai hơn những cái thịt con khác như gà hay là vịt đồ á, nên bỏ nhiều nước dừa, mình kho từ từ để nó thấm vô chứ nó cũng mềm thịt.
thấy ngon không các bạn? Cái màu nghệ, nó màu màu tự nhiên màu nghệ á, dưới nãy mình thắng đường nước màu thôi, nhìn nó ngon không? Chút mình thử nếm thử cái này, cái này của khách chứ không phải mình không ăn thử, nhưng mình sẽ nếm thử cái vị. Sẵn mình giới thiệu với bạn luôn cái món cá rô phi chiên nước mắm nha. Đây, cũng món cho khách luôn. Rô phi tươi mình mới bắt luôn nha. Đó, sống. Mấy hàng này tươi sống. Ở đây thì có theo mùa. Mùa nào thứ đó. Ở đây thì cá lóc lương nè, tép đồng, cua đồng. Nhưng có một số bạn á hỏi địa chỉ quán á, mà mình không trả lời á, thực sự như vậy nè. Thì nói chung là tại quán mình á, là không có xe ô tô vô được. Là một, hai á, là mình lười. Nếu mà khách đông á, thì mình sẽ không có thời gian mà đi câu cá hay là đi quay phim gì cho mấy bạn đâu. Nên nói chung là bán vừa đủ ăn là được rồi. Nên mình sẽ không trả lời trên mạng, mấy bạn thông cảm nha. Còn khi mà khách nào biết quán mình thì người ta cũng rất thích, tại cái khung cảnh rất là mát. Nhưng mà đường đi vô từ cái đường cái chính đi vô đây trong mình nó khoảng một cây số lận, mà ô tô không có đi được nên cũng phiền khách lắm. Lâu lâu mấy bạn đảo sơ cho nó thấm đều cho thịt chiên. À, món nhắc lại nha, món này là món quất kho nghệ nha các bạn. Thấy nó sắc sắc cái nước xuống là mấy bạn giảm nhỏ lửa lại nha. Tại phục vụ khách nên mình không có kho sắc luôn. Nếu mình ăn mình sẽ kho sắc lại. Còn mình phục vụ khách mình bỏ cái thố á, để bếp ví dụ khóc từ từ ăn cho nóng nha bạn. Vậy là dọn ra được rồi nè. Rồi bây giờ mình đem ra phục vụ khách ha. Mình thử nêm cái coi cái vị nha. Vừa ăn. Rồi, xong một món nha các bạn. Quất kho nghệ. Ở này là anh Phụng anh sắc hành tím chuẩn bị cho món cá rô phi chiên nước mắm. Này anh Phụng làm gia vị cho món ít nước mắm, cho món rô phi chiên nước mắm. Còn 7 con. Còn à. Ít bột nêm, ít bột ngọt. Cho miếng tương ớt vô cho nó lấy màu. Cho ít tương ớt để chút cho có màu, màu tương ớt. Rồi này, trong đây là hành tím nè các bạn. Hành tím, nước mắm. Bột nêm và một ít bột ngọt. Thì khẩu vị khách thôi, có khách yêu cầu bột ngọt, thường mình đây theo làm món miền Tây thì nên bỏ đường. Nhưng mà khách ví dụ khách người Bắc thì người ta thích ăn gọi bột ngọt hay mì chính hơn là thích ăn cái vị ngọt đường. Các bạn thấy chị Lon bằng chiên nhiều không? Bữa mình dưới Nam bằm cắt đặt đâu ăn chị đâu. Món cà tím thịt bằm, nhưng mà mình giới thiệu hai món thôi, món này mình không quay kịp đâu. Anh Phụng đang khứa cá cho đặng chút mình chiên nước mắm nó thấm vô trong thịt đó rồi. Rô phi này là nói lại cái rô phi này là làm sạch cạo vẩy nha bạn, rồi móc ruột, rồi sau đó mình khứa ra để cho nó thấm gia vị mấy bạn. Anh Phụng thì ảnh lên nhậu với bạn ảnh, xong ảnh vô ảnh làm mấy món cho bạn ảnh nhậu luôn.
Anh Phụng đang tẩm ớt mấy gia vị nãy anh vừa vừa sơ chế á, tẩm vô con cá cho thấm. Cá ớt xong á mấy bạn, cái này mình tạm làm cho khách ấy khoảng 10 15 phút mình chiên. Nhưng mà nếu mà mình làm mình ăn á thì nên để khoảng nửa tiếng tiếng gì đó cho nó thấm vô nó ngon. Cá mà dầu không sôi là thọt vô cái tay mình. À thọt vô đưa coi nó sôi hay không sôi, anh Phụng anh chỉ. Đó sôi không? Trò này không nên làm tại nhà. À, bắt đầu dầu sôi thì mình bỏ cá vô thôi mà. Mình đứng xa nha, không dám đứng gần, nó văng lắm. Tại cá mình ướp mà nó có nước á. Dễ. Cá còn nhảy luôn. Cộc 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 cộc. Lội luôn phải không? Lội, lội trong dầu. Chiên cá này thì không cần lửa mạnh mà chỉ cần điều lửa mà. Chiên từ từ. Thấy cá còn bơ luôn. Cá bơi. Cá bơi trong dầu. Nên không? À, nó vàng, mình thử thấy nó vàng mặt bên kia là mình trở mặt. Rồi cá vàng gì là chín rồi nè mấy bạn, mình gấp ra dĩa phục vụ khách thôi. Rồi nhìn ngon ghê mấy bạn. Rồi về đem ra phục vụ khách thôi mấy bạn ơi. Món này là món, mình nhắc lại, món này là món rô phi. Rô phi chiên nước mắm nha mấy bạn. Của anh Phụng làm, món này anh Phụng làm, mời bạn ảnh. Rô phi mình mới bắt nãy đi. Mình thử miếng coi nó cái vị nó như thế nào nha bạn. Chết mồm mặn rồi. Không, vừa ăn. Mà cái thịt nó mềm, không như khô. Thịt mềm, ngọt. Vừa miệng. Rồi, cảm ơn mấy bạn xem clip nha. Xin chào các bạn.